Phim Mai do Trấn Thành làm đạo diễn đã có buổi ra mắt sớm với khán giả và giới truyền thông vào tối 30 tháng 1 vừa qua và lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Đa số người xem đều đánh giá cao diễn xuất của Phương Anh Đào. Khả năng đạo diễn của Trấn Thành cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, những tình tiết, những khía cạnh về gia đình, mâu thuẫn thế hệ, địa vị, thân phận con người và tình yêu, chất liệu quen thuộc trong các phim của Trấn Thành vẫn xuất hiện trong dự án này nhưng tinh tế và hợp lý hơn. Vai diễn của nghệ sĩ Hồng Đào cũng nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả. Ngoài ra, Ngọc Nguyễn, chiến thần livestream bất ngờ góp mặt trong Mai cũng tạo hiệu ứng bùng nổ. Tuy vậy, một bộ phận giới chuyên môn và công chúng vẫn cho rằng Mai có quá nhiều drama và sự ồn ào, một điểm vốn dĩ đã quen thuộc ở Bố Già lẫn Nhà Bà Nữ trước đó. Tuy nhiên, nhìn chung lần này, Mai có nhiều điểm sáng và được kỳ vọng đủ sức thắng lớn trong mùa Tết.